Đây, ao đã xử lý tảo xanh hôm bữa. Bữa nay đã màu nước đã chuyển à. Chuyển trà rồi. Xử lý 3 2 nhịp là nó sẽ chuyển trà. Ồ, tôm đẹp dữ dằn á. Bóng tôm quá chừng luôn. Khi nước chuyển qua mùi trà nhìn tôm đẹp quá ha, bóng dữ hằng vàng ha. 35 con. Tôm nhá thì cả tầm cả 30 ha. Tràn qua là 35 đúng không? Nước này đã chuyển trà đẹp. Nước này chỉ cần thay từ 10 tới 30% nước tùy theo từng thời điểm cụ thể của ao. Kết hợp với lại đánh bộ ba vi sinh định kỳ men MK, MK07, Pio Bắc. Khi xử lý tảo thì ta dùng nguyên combo ủ chung đánh. Nhưng khi màu nước đã chuyển sang màu trà đẹp thì ta chia ra để ủ đánh. Men MK đánh một ngày, MK07 đánh một ngày, Bio Bắc đánh một ngày. Chia ra như vậy á thì nó giữ được cái màu nước, màu trà nó lâu và giảm cái chi phí ao nuôi của chúng ta. Khi tôm nó càng lớn á mà nước nó trà dễ, pH nó ổn định á thì nó không có bị khí độc để đỡ tôm nó đỡ hao. Nó ăn cũng mạnh nữa. Với lại mùa mưa này nó hơi bị thất thường quá. Mưa nắng cái nhiệt độ thấp á, nó thay đổi mà giữa ngày và đêm á, mà pH nó ổn định thì nó sẽ đỡ. Khi mà pH mưa nắng về mà ngày và đêm mà nó nhiệt độ nó thay đổi, pH nó thay đổi nữa là tôm nó sẽ bị dễ bị chết, giảm ăn, nó ảnh hưởng tới đường ruột. Tôm lớn mà nó vô oxy cũng nhiều á, lộn oxy quá chừng á. Ao này đánh cỡ 4 tấn hả? Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn ở những video tiếp theo. Nếu anh chị và các bạn thấy video này hay, hãy chia sẻ, đăng ký và ủng hộ kênh công ty Minh Khang. Bấm vào nút chuông thông báo để nhận được video sớm nhất khi công ty đăng video mới. Trong quá trình nuôi, các anh chị có thắc mắc gì? Vui lòng comment bên dưới video hoặc gọi vào hotline 0985 029 029. Xin cảm ơn.